Xin chào quý anh chị ha. Nay rước Việt Kiều Mỹ đó, sẵn tiện quay cái cảnh này, xung quanh sân bay ha, những ngày Tết 2019 cho quý anh chị xem. Wow, rất là đông luôn, không khí trộn rộn, rất nhiều thân rồi thấy không? Ở đây người nhà mới về đoàn tụ ha, đồ đạc đứng chỉnh, được không? Đồ đạc đứng chỉnh ha. Wow, đúng là sân bay thật chứ. Oh, dễ thương ha. Quyền thân ấy. Đây là không khí xung quanh. Quá tuyệt vời quý vị, lâu lâu về Việt Nam chơi mà phải về ha. Rồi đây nha, đi xuống bên đây mình hình có chúng chị xem nha. Đây là không khí xung quanh sân bay. Wow, đồng ghê ha, xung quanh sân bay để nhà đi xung quanh nhìn cho chú anh chị xem. Sân bay rất là trộn rộn ha, đáp chưa ta, nhìn thấy không? Rất là đông người đợi chờ. Wow, mọi người thấy không? Vui ha. Đúng là sân bay thôi. Nó sân bay ngày Tết. Wow. Đáp rồi không? Đó, mọi người thấy không? Không khí ha. Đây là ngồi xuống luôn nữa vị, ngồi xuống luôn ha, mỗi chân quá, mỗi chân quá không ngồi luôn. Ui ha, không khí trộn rộn. Bay được đó ha, mọi người thấy không? Vui rồi, bắt đầu vui ha. Hả, đáp à? Kìa, đáp à? Chắc 40 phút nữa mới đáp á. Cùng chiến. Ủa, đợi nãy giờ bao lâu rồi ta? Tiếng máy rồi đó. Cùng chiến luôn. 2 tiếng á. Đợi cái 2 tiếng. Đó, vậy thấy không? Chị này ha, cũng đợi cùng chuyến với mình. Đó, vậy thấy không? Mãi ha. Việt Kiều mà ở Sài Gòn đỡ ha. Đi chiếc taxi về nó gọn đúng không? Còn ở mà ở Cà Mau hay ở Bạc Liêu rồi đó
chắc phải đi 15 16 chỗ lên. Sẵn đi chơi luôn. Đông thiệt chứ. Nay giờ trưa mà đông quá. Chiều tối chắc. Hả? Em ở đây, em ở Phú Nhuận. Dạ dạ. Nước mấy người? Hả? Nước một người. Rồi cái chú đó về đây rồi đi về quê nữa, về quê Vĩnh Long á. Dạ. Dạ. Ôi. Hơn 20 năm. Ghê ha. Đi lần về cái lớn hơn bé này luôn. Ừ, 20 năm. Dài thiệt. À. Đứng đây ngó. Sợ là mới xuống không có rành á, đi lâu quá. Cái sân bay mà đi cỡ 10 năm thôi là thay đổi nhiều lắm mà, đúng không chị? Rồi đứng sát đó. Dạ dạ. Rồi theo không khí ha. Wow, wow, nè, đó người thân ra nè, trộn rộn chạy nè. Chạy ra nhìn mặt người thân á. Rồi thấy không, sân bay ha. Đi theo chị đó xem mấy cảnh đoàn viên ha. Wow. À, hay, đó vậy thấy không? Trộn rộn, trộn rộn, nó vui quá ha. Vui cười hết. Đi chạy đi vô cái hang. Rồi. Sân bay này, đang sân bay này. Wow, đó vậy thấy không? Không khí trộn rộn. Rất người thân ha. Rồi, không có sao cả. Rồi, không sao. Về tiền vé thì rẻ. Nhưng mà tiền xài này nọ phải bao nhiêu lần nữa mới dám được về. À. Có người thân cũng ở Mỹ rồi lâu lắm mới về, 5-10 năm. À. À. Ví dụ như vé chừng 1.000 thôi nhưng mà phải đem về ít nhất 4-5.000. Không đủ chơi. Nó đi Vũng Tàu, đi Đà Lạt, bao gia đình đi vài chuyến phải là muốn bớt. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Làm hãng này nọ là cày đuối luôn á. Chứ cỡ mà mấy người bác sĩ thì nói ngon nhưng mà hiếm á cô. Dạ. Bây giờ cũng chất giả ha. Dạ. Mười năm hả? Dạ. Gửi tiền về xây nhà hết rồi mới về ha. Dạ. Tỷ là để lâu lắm á. 50.000 rồi. Ủa cô đợi chuyến nào, con đợi nãy giờ bị delay 2-3 tiếng. Không, ra rồi hả? Dạ. Con đợi chuyến 11:35 á. Rồi. À, ở Mỹ về. Xuống rồi, mới xuống. Ủa mới điện ra hả? Mới đáp bằng đây. Mới đáp luôn hả? 30 phút nữa. Dạ dạ. Ở đâu về cô, Cali ở đâu? Đang gì? Con rước người thân ở Cali. Dạ. Ổng hơn 20 năm mà mới về á. Dạ trời ơi sướng ở đâu cái gì nữa. Cái ổng đi tới 20 năm. Dạ. Vậy đỡ nhớ. Nghe vậy nữa hả? Quá sướng số hưởng. Rồi sao không khí xung quanh đây ha. Rước người thân. Mình nói chuyện với những người đi rước đó vậy rất là vui luôn. Thấy không? Khi trộn rộn xung quanh đây. Được rồi ha.
Rồi, cảm ơn các chú anh chị nha.